Chào các bạn, cây cỏ này được gọi là cỏ gà hay còn gọi là cỏ chỉ. Thì các bạn để ý sẽ thấy thi thoảng nó có một cái nhánh mà nó nổi cục lên ở phía ngọn ấy. Mà hồi trẻ đi chăn trâu là thường lấy để chọi nhau như kiểu gà chọi ấy. Mới gọi là cỏ gà ấy. Cũng rất tiếc là mình vẫn chưa tìm ra được cái nhánh cỏ nào nó phình ra như vậy để quay cho các bạn xem. Nhưng mà nếu như bạn nào mà ở quê thì chắc chắn sẽ không xa lạ với loại cỏ này nữa rồi. Để ý là cây cỏ này nó rất là nhỏ, từ thân đến lá nó nhỏ, nhỏ và dài. Thông thường thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở các cái soi bãi bờ suối hoặc là ven đường đi, nhất là gần suối ấy. Nó tập trung chủ yếu ở các soi bãi mà ven bờ suối, ven đường đi ở gần suối, các bạn sẽ bắt gặp loại này thôi, rất dễ dàng gặp nó. Còn về bộ phận để sử dụng làm thuốc ấy, thì thường là người ta dùng phần thân rễ hoặc là toàn cây. Người ta thường nhổ toàn cây này đem về phơi khô mà dùng. Thì theo đông y là thân rễ của cây cỏ gà có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng là làm thanh nhiệt, mát máu và lợi tiểu tiện. Ở các nước trên thế giới thì người ta cũng dùng cỏ gà để chữa bệnh. Ở Ấn Độ thì người dân ở Ấn Độ dùng nước sắc cỏ gà làm thuốc lợi tiểu để điều trị phù và phù toàn thân. Còn nước ép của cỏ gà thì có tác dụng là làm săn và được dùng bôi để chữa vết đứt, vết thương chảy máu. Thân rễ của cỏ gà thì trị rối loạn niệu, sinh dục, dịch ép toàn cây cỏ gà thì được dùng uống, có tác dụng là trị rắn cắn. Còn trong y học dân gian Nepal thì dịch ép cỏ gà được dùng mỗi lần là 2 thìa cà phê, ngày 3 lần để điều trị khó tiêu. Nếu pha loãng dịch ép với nước và uống mỗi lần 2 đến 3 thìa cà phê, ngày 2 đến 3 lần, cách nhau 2 đến 3 giờ thì lại dùng để chữa ngộ độc thức ăn. Còn ở Algeria thì nhân dân dùng nước sắc của rễ cỏ gà uống làm thuốc lợi tiểu. Ở Junda thì cây cỏ gà loại bỏ rễ để trị viêm kết mạc và bệnh lậu. Ở Việt Nam thì cỏ gà được làm thuốc lợi tiểu, thanh nhiệt, mát máu. Ngoài ra còn dùng để chữa ho với liều dùng là 20g. Như các bạn thấy là ở Việt Nam và các nước khác thì người ta sử dụng có những tác dụng là có chút khác nhau. Tuy nhiên ở Ấn Độ và Việt Nam thì tác dụng nó gần giống nhau. Như ở Việt Nam mình dùng để chữa lợi tiểu chẳng hạn thì Ấn Độ cũng dùng để chữa lợi tiểu, điều trị phù và phù toàn thân. Rồi là Ấn Độ còn dùng để chữa các vết đứt, vết thương, chảy máu nữa. Còn nếu như mà các bạn dùng làm thuốc thông tiểu tiện thì các bạn dùng dưới dạng thuốc hãm hay là thuốc sắc với liều lượng là 20g trên 1 lít nước. Tức là bạn lấy một nắm nhỏ nhỏ tầm 20g ấy, đun với 1 lít nước hoặc là pha như pha chè mà uống để làm thuốc thông tiểu tiện. Còn có thể là dùng dưới dạng cao chiết với nước nữa. Hải thượng Lãn Ông thì còn dùng lá của cỏ gà để sắc uống để chữa sưng họng nữa. Còn khi mà kết hợp với các vị thuốc khác, nó sẽ cho ra những bài thuốc như sau. Một là bài thuốc chữa ho gió, ho nhiều đờm thì dùng cỏ gà sao cháy một nắm, vỏ quýt một cái, củ sả sao vàng 3 củ, gừng 3 lát, sắc uống. Còn hai, dùng để chữa ho gà thì dùng cỏ gà 12g, bọ mắm 20g, lá dâu tằm, lá liễu, cam thảo nam, lá chanh, lá tre, măng vòi tre, bạc hà, mỗi vị 12g, gừng tươi 8g. Tất cả rửa sạch, thái nhỏ, phơi héo, sao vàng, sắc với 3 bát nước còn 1 bát. Người lớn uống mỗi ngày 1 thang, trẻ em ngày 2 thang. Trên đây là những thông tin về cây cỏ gà. Khi sử dụng thì các bạn cần sử dụng theo chỉ định của thầy thuốc, y bác sĩ để có hiệu quả tốt nhất. Nếu như mà các bạn biết thêm điều gì thì các bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.